mấy cái non những đây bình thường là những quả. Cô Út cầm vậy sao Út lấy dừa? Sao mà không? Nè xây xây với con này nắp nè. Để nó dưới đây cho mình xem cái nữa. Chừng đè rau mình nha. Ở đây trồng được hướng nhũi chứ rau cái trời nè. Cải trời này cải trời truyền thống của mình đó. Cải trời bông vàng á chứ không phải cải trời đất. Trên tay Út đang cầm một bó rau răm khổng lồ. Sáu là dừa. Tao xây lâu ghê á, không chịu sức. Đi ruộng vô chưa tắm rửa vậy trời. Xin chào cả nhà mình buổi chiều. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Wow. Chuẩn bị quá trời quá đất luôn. Thì không nói giấu gì cả nhà mà không có nói giấu gì cả nhà. Thì hôm nay Hằng có làm một bữa tiệc nhỏ nhỏ cả nhà. Thì chúc mừng sinh nhật Giang. Giang năm nay là được 30 tuổi. Sinh nhật này là sinh nhật lần thứ 30. Thì cũng có mời một số cô chú bác trong xóm mình, mấy người mấy anh chị hay giúp đỡ mình làm clip ở cả nhà. Với lại một vài người bạn của Giang với gia đình mình. Ở đây có bác Út nè, có chú Út. Hiện tại là trên bàn mình thì Hằng đã chuẩn bị được hai món rồi. Cái đây hai con cá tây tượng. Hai cá tây tượng này hôm nay ai sẽ ra món đây? Út không? Cá tây tượng nướng rau răm với bạc. Rồi bên đây là một mâm lòng bò. Lòng bò mình sẽ hấp xả. Lòng bò hấp xả. Mà tại sao có dừa? Là món gì có nước dừa? Dừa là luộc lòng bò trước đó. Đó là mình luộc chín rồi xong mình bỏ lên nồi hấp mình hấp. Đó, chi nhanh nhau chưa? Đây đây, cái món lòng bò thì mình phải có gừng nè, cái nhà với xả nha, hấp xả phải có xả. Cá nướng với bạc thì phải có với bạc. Dạ. Cái đó là cái chòi non của gừng á. Ờ. Để cái đó lại cho nó lên mình lấy củ già thôi. Thì cũng dự trù là khoảng mình ngồi hai bàn đó, mà chắc khoảng mười mấy người thôi. Cho nên có hai con cá nè. Đó, đây hai món. Thì cái này mình cũng nửa vậy không? Nửa vậy đó. Okay, đi. Thôi chuẩn bị làm. Rồi, tới chặt dừa trước đi. Vô. Sẵn sẵn trong này đi tao chặt ra. Rồi, sắp nhờ sắp dừa đi. Phân mâm dữ. Lấy cái gốc. Cái này mình sử dụng vụ với xả với gừng nha. Để xử lý cái mùi hôi. Xả gừng cũng được. Rượu trắng, gừng, xả. Rồi, tiếp tục. Cái này chỉ là mới là sơ chế thôi nha cả nhà. Đây là sơ chế cũng đúng mùi. Rồi khúc sau nữa mình mới sử dụng nước dừa là luộc thiệt không? Đúng rồi. Lòng này lúc mà mình mua cả nhà nó là lòng đen. Nhưng mà mình về mình mọi người thấy cái đèn đó nó ngấy quá cho nên là mình xử lý rồi nè, nó còn dính lại chút đỉnh. Đây là món cá tây tượng nướng với bạc nha, dùng rau răm. Nó dùng rau răm ở dưới củ hành sỏi để trong bụng đó. Để hạt nêm, muối. Không phải nói là đặc biệt là cá tây tượng này là cá tây tượng của Út luôn nha. Hạt nêm muối bột ngọt. Massage nữa nè. Đi đốt than rồi, củi lửa để chút xíu mình nướng hai con cá. Cho mình đi kéo qua nó.
con cá này bự hơn con cá đang gói út ha. Mình gói hai lớp nha. Đây con cầm cho. Con lớp nữa hả Út? À con tưởng xong rồi. Hai lớp làm sao? Còn lớp nữa mình dỡ lớp kia ra mình bỏ cái miếng khối ra. Dạ. Yeah. Giang này sinh nhật nó cái nó cười mỉm mỉm hoài ta. Bài này đây cả nhà nhìn gì ai biết trong đây là cái gì đâu. Đủ không Út? Đủ chứ Đạt không? Đủ, đủ, đủ. Nè cầm đi. Rồi đẹp dữ trời, còn do Út luôn mà, nghề của Út mà. Cá tai tượng một là mình làm món này, hai nữa là cái món nổ muối ngon. Như bữa chiên mình mở dầu ngán quá ha. Chiên xù thì cá tai tượng chiên xù thì nó cũng nổi tiếng từ xưa tới giờ rồi cả nhà, nhưng mà ăn cũng ngon chứ không phải là không ngon, nhưng mà nó không ngon bằng hai món này. Cái đó là theo cảm nhận của gia đình mình ở đây thôi, cũng tùy theo khẩu vị của từng người ăn nữa. Hết xe nhiều vậy, xe lớn vậy. Đứng có hàng cá mà lão đi ghê trời. Nó cối đầy cái lò luôn. Không sao, trời lớn quá, không sao rồi. Vậy nó cháy không đây nè. Ờ cháy cháy. Rồi sao biết cái nào là cái đầu? Út. Cái đầu nó vậy thôi. Cái đầu nó vậy hơn cái đuôi. Thấy gì chứ lẹ lắm, hàng quá trời chứ. Không thằng khối thằng 10 phút giờ cái mình dở làm lấy cái chảo bè ha. Nó gần cho chừng nào nó gần hết hang á. Tại vì đó hả? Thang giữ lắm rồi. Biết sao không? Cái lò này nó có lợi thế là mình đào nó sâu ở dưới á, cho nên là cái thang nó giữ được lâu lắm. Nó còn teo lại nữa đúng không Út? Chắc hết teo rồi, lột rồi, hết teo. Hết teo rồi. Hay lớn rồi nhỉ? Còn sợ nó dai á. Rồi mình lột chắc sợ nó dai nghe không nổi. Mình lột tới 5 giờ. Này Út không cắt cái này. Dễ cắt, không cắt được rồi. Cái phần lòng này sau khi chú đã xử lý cho nó khử mùi vậy cả nhà. Với lại khử mấy cái dơ trong lòng ra rồi á. Thì mình cắt vừa miếng ăn nha. Mình cắt vừa miếng ăn rồi sau đó mình luộc nước dừa. Rồi bây giờ Út sẽ tiến hành luộc luôn. Út có nhớ là chưa rồi làm bò thấy mỡ bò có lấy cám rửa nhớ không? Có, ở dưới quê Út có làm chứ ở An Giang con là không có làm bò.
quê trong ký ức của mấy chú cháu là không có làm bò, chỉ có làm heo thôi chứ không có làm bò. Xưa rửa mỡ bò không được, không có xà bông không? Lấy cám người ta xà chùi vô. Chờ cho nó chín là được. Xin chào cả nhà. Thì ở nhà của mình đó cả nhà vừa hoàn thành, cũng đang trong quá trình làm hai cái món ăn hồi nãy mình giới thiệu rồi. Thứ nhất là lòng bò hấp xả với lại cá tai tượng gói giấy bạc nướng. Thì hàng Giang sẽ nhờ Giang chở ra một cái quán ăn gần nhà mình, cũng gần nhà mình á, sẽ mua thêm một vài món nữa. Tại vì thời gian mình ít quá, mình không có thể làm nhiều món được. Mình làm hai món ở nhà rồi mình sẽ mua thêm một vài món ở ngoài quán nha cả nhà. Xin mời cả nhà theo chân hàng đi vô. Giang muốn ăn món gì? Suy nghĩ đi. Thì xào. Ta già nghĩ sao? Hôm nay đổ món khác đi. Ai biết? Ôi, bên đây có thêm cái đê kìa nhé. Thôi nè. Ê, dành sẵn nè. Dành sẵn cho mình. Ủa, vậy là sinh nhật của ai? Gọi gì là sinh nhật của ai? Ai biết. Rồi order món ăn nha. Ở đây là món nổi tiếng luôn nè, đặc sản thích nhất luôn đó. Chân gà chiên nước mắm. Dạ. Vậy làm cho em 3 phần nha. Dạ. Chân gà chiên nước mắm 3 phần. Dạ. Cơm chiên hầm cẩm. Dạ. Cơm chiên hầm cẩm 3 luôn. 4 phần đi. 4 phần. 4 phần đi, nhiều 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 ta. Các bạn cứ lấy người ăn. Dạ đúng. 4 phần. Tại 1 phần là cũng được 3 4 người. Làm cho em 4 phần. Dạ. Ăn gì nữa? Dạ, giờ ra đây quên chứ anh ta. Ốc đi. Chân gà là 1 phần là khoảng bao nhiêu cân? Khoảng 30 cân. 3 phần được rồi. 3 phần chân gà, 4 phần chân chiên. Ốc, ốc gì? Ốc gì, ốc hơn. Chị bữa nay có cái ốc lát mà nhỏ 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 không? Không, chị có này vô mùa, nó chưa có mùa. Ốc luôn có không? Luôn. Đi làm cho em nữa đi. Làm ốc hương, xào, trứng muối, phô mai trứng muối. Làm cho em 4 phần mình đem về đó thì mình về. Mà đợi giùm em chút. Mà làm cho vô bếp được không? Đột nhập. Cái này là chân gà chiên nước mắm. Dạ. Ở đây chị chiên nó rất là giòn luôn cả nhà. Cái này là chân gà, ở đây chỉ sử dụng là chân gà công nghiệp thôi. Nhưng mà nó ngon. Là do cái gia vị của mình với cái cách làm á. Em ăn là khỏi bữa xương. Đúng. Em nhai nó giòn. Còn đây mấy đứa cho đậu phộng lên đi con. Cơm lên. Cơm lên. Cơm lên. Cơm lên. Cơm lên. Xúc xích, xúc tôm, lạc xưởng, tôm, lạc xưởng, cá, dưa leo, hoa tím, cả rồi. Ôi con đỡ đi, nhìn từ đi. Hành lá. Xào lên. Rồi nấu ăn là cái tay cũng hơi khỏe lắm nha. Cơm lúa bò chân gửi. Mình còn món ốc hương. Ốc hương phô mai trứng muối. Cái món này như bánh mì. Chú luôn là 300 với cả 40 đứa. Có bắp nữa. Bàn giao dữ lắm đồ rồi. Tại sinh nhật em ruột ghé. Em gửi tiền. Em trả lại.
Vậy vậy nha, em có đâu đi nhiều nha. Dạ. Ta da, mình đi về cả nhà ơi, chuẩn bị nhập tiệc nha. Rồi à, lên tiệc nha cả nhà. Dạ dạ, dạ cả nhà. Rồi. Chào cả nhà. Không, này nhìn đây nè, chưa đủ rồi. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Đây các nhà thì chiều nay thì Hằng có làm một bữa tiệc nhỏ nha để chúc mừng Giang được 30 tuổi. Rồi giới thiệu với cả nhà bàn tiệc của mình ngày hôm nay đây. Có các món như sau. Đầu tiên là hồi nãy mình đi ra quán mình mua được cơm chiên. Rồi là chân gà với lại ốc hương. Còn ở đây ở nhà thì hai cái món mình làm. Ui không? Bò hấp xả. Đây, bò hấp xả, cái này mình có rau nha. Bên đây là mắm nêm, mắm tôm. Còn ở đây là con cá chua trong giấy bạc. Ủa ngay từ giữa là cái gì? Rung quá vậy? Sao rung quá vậy? 6 giờ còn nữa không rung. 6 giờ rung. Trời ơi. Nhiều cá ngon quá. Tới công chuyện rồi. Vậy mình khui con cá bên kia giùm luôn anh Nguyễn hả? Tay tượng hả? Cá tay tượng. Khoan. Con này ăn sao? Qua đây, anh Nguyễn ơi. Ủa, Nguyễn hỗ trợ luôn con bên đây. Dạ. Con này nó ít hơn con bên đó, hơi quá lửa hơn con bên đây sao ha? Con này vừa. Con này vừa. Thôi con này cũng ngon chứ. Con này nó lớn. Đây bên đây thì cũng có lòng bò y chang vậy luôn nha cả nhà, tại vì mình còn khách mời nữa, từ từ tới. Bánh kem. Đây chị Hai cũng đặt cho Giang một cái bánh kem. Bánh kem đẹp quá ta. Chị Hai làm hả? Ôi, bữa nay là sinh nhật Giang thì chị Hai không có gì tặng bữa tiệc với cái bánh kem vậy thôi. Cái bánh kem rất là đẹp. Chụp cái màu yêu thích. Rồi bây giờ mình gắn đèn cài vô nha, rồi mình hát chúc mừng rồi mình hỏi hơ. Ngon rồi, vậy tối đây bút cái bánh kem anh đo rồi. Hôm nay đâu có ăn gì nấu nữa. Ờ, trời gió này đốt. Con đừng có đi qua đi lại chỗ đó nữa, con có dính cái bánh á. Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi cục vàng. Con. Cái này 30 bữa. Chị Hai. 03 đi. Không lẽ thằng Giang bằng tuổi đó. Nhỏ hơn. Nhỏ gì nó đâu chịu lớn. Rồi chuẩn bị xuống hát chúc mừng sinh nhật cậu ba nè. Ê cắm đâu coi chừng đè chữ. Ê. Ừ đúng rồi. Rồi. Đốt đèn. Trời lạnh quẹt này. Cái này chắc mắt sụp rèm quá, gió tắt. Hay quá chút rồi, chút 10 điểm. Rồi còn Nguyễn đi, còn Nguyễn đi nha. Trời của đất ăn no chút lớn. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mọi người hát lớn lên mọi người. Birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Rồi. Chúc mừng sinh nhật cậu ba nha. Chúc cậu ba tuổi mới nhiều sức khỏe, thành công trong mọi việc nha, gặp nhiều may mắn. Rồi nè, đô nè, đô chúc mừng sinh nhật ba coi chúc mừng sao, chúc ba sao? Chúc sinh nhật ba. Chúc ba sao? Chúc ba vui vẻ. Thấy chào. Hôn ba cái. Sức khỏe. Đúng rồi, giỏi quá, hôn ba cái. Rồi Tôm, chúc cậu ba. Dạ dạ. Đang kèo qua chúc coi đó. Ly lên, cầm ly lên coi. Ừ. Trời ơi. Rồi bắt chú sinh nhật ba coi. Hôn ba miếng. Cháu Giang được 3 năm 30 tuổi, được nhiều may mắn, làm ăn phát tài phát lạc. Dạ, con trong năm nay. Mày ổn quá. Anh kìa tới anh á. Chúc cho Giang được năm nay được 30 tuổi, thật nhiều sức khỏe và thành công. Dạ, cảm ơn ông. Tới cưng về Phước, chúc bạn hiền cưng Phước. Chúc cho Giang năm 30 tuổi mà được mà dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý nha. Có nhiều sức khỏe nào mà săn bắt càng nhiều. Hay đó, cái đó mới hay rồi. Đó. Thật nhiều cho một lúc hấp. Dạ, cảm ơn ông. Còn 26 kìa. Còn sao làm đi. Chúc cho Giang sinh nhật vui vẻ. Bự đi. Vỗ tay. Hả? Bắt nhiều mình làm thịt được. Bắt nhiều mình làm thịt. Mà nhìn vợ mày kìa. Nhiều sức khỏe.
không biết cạc, không biết cạc. Sáu ngày này đánh tới chú ruột, chú ruột vô chú sinh nhật thằng cháu luôn coi. Thằng năm ly coi. Rồi xin chào. Rồi chú sinh nhật cháu ruột mình luôn. Rồi chúc cho sinh nhật của cháu ruột mình vui vẻ và mạnh mẽ ha. Chăm mừng hạnh phúc, làm ăn phát tài. Út Luận vô luôn Luận ơi. Tới mẹ còn mẹ là người cuối cùng. Bữa nay là sinh nhật con trai, mẹ chúc con trai mẹ ăn mà chúng lớn. Mẹ muốn nó lớn, mẹ muốn nó lớn, mẹ lớn. Đây, hot boy, hot boy vô. Bà nội chúng ta vui vẻ. Chúng con mới đúng. Vậy cái lúc nào Giang cũng vẫn là còn nhỏ mãi mãi với mẹ chứ không phải là còn lớn cỡ nào. Rồi, ok, rồi. Rồi một lần nữa chị hai chúc mừng sinh nhật Giang nha. Dạ. Dạ, trước tiên là em cũng cảm ơn ba với mẹ đã nuôi nắng cho em năm nay nữa là cũng 30 năm. Cảm động. Dạ, dạ, con cảm ơn ba mẹ rất nhiều. Gì dạ? Nó xúc động quá. Thứ hai trẻ mình chưa mẹ luôn mà luôn. Để cho nhỏ nó nữa chứ. Còn điều thứ hai nữa là cảm ơn chị hai đã tổ chức bữa tiệc sinh nhật hôm nay. Dạ, cảm ơn chú Sáu, chú Út, chú Nguyễn, không có chi. Việt Nam, Bắc Út, Nguyễn Sáu, Giọng Sáu. Đã góp vui có mặt ở đây để góp vui với bữa tiệc. Góp vui bữa tiệc với lại làm có hai món quá hấp dẫn. Và thêm nữa là cảm ơn tất cả các cô chú anh chị, ông bà cô bác đã chúc mừng sinh nhật cho Giang. Gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người. Theo như này chắc đi được. Rồi, thành công, một cắt thành công, hai cắt vạn sự như ý. Rồi, cái bánh kem mình sẽ cho vô tủ lạnh đi. Mình ăn đồ ăn trước cho nha, sau đó bánh kem mình sẽ tráng miệng. Rồi, để cho anh qua cái lần quá. Trời ơi. Bạn bữa nay xả, chắc mẹ xả gì nữa. Bạn nước kể nó. Chào anh. Hello. Vô con đi đó. Út, lộn cho Út. Còn cái ca ly nữa. Chào em rồi. Chào Tây Trân ơi. Chào em chưa? Chào anh. Cháu tự tưởng này cả nhà ơi. Nói gì chứ mày dây chắc mày không vô đây sao được. Con vô mà. Con vô uống nhưng mà hai chị em cũng chạy vòng ngoài được mà. Con lẽ là tao vô mày. Chứ vậy con bạn một mày chạy vòng chết. Người trong vô sao? Vậy cho mình lăn lăn vô đi. Mình cho mình đánh Giang ngoài đây nè. Có mà bây giờ còn Giang đây nữa. Giang nộ. Ừ. Bây giờ mình ông mình, vậy đây mình gọi ông khác. Đâu? Mời cả nhà. Mời cả nhà. Mời mẹ đâu vậy? Chắc mẹ đi gọi đi cho bạn. Trời ơi mát quá trời. Bắt có biết. Mời thằng bạn. Vậy đi trễ. Lên không hả? Dạ. Đi bả đi đàng hoàng nha, coi chừng con đĩa đó. Dạ. Dạ rồi. Vừa rồi mà chị Hằng mày đi tới vòng găng mua mãi bả quất mãi về mày bỏ quất á. Đó mà. Đi chén béo quá giờ. Rồi của nó ăn vừa ra hả? Bên đây bắn bên kia đâu có. Của con. Trời ơi cái chén. Ở của con này đi hiểu mày. Ủa thì dư vợ bả như có gì đâu. Dư đưa bên kia. Dư dư trả bả đi. Sao không chở mình đi đi. Đâu có biết đâu. Trời ơi. Sáng ta mời hai vợ chồng nấu gì trời. Không cái này giờ để bếp ra lẩu không à. Còn nóng mà chưa? Còn nóng. Được không? Được, còn được. Ủa hồi chưa ông nói là tiệc gì là tôi bữa nay sinh nhật tôi mà. Ai biết tôi nó chơi em nội ơi. Trời ơi. Là không mua quà luôn. Anh xui đó. Đúng rồi, xui thiệt luôn. Cái đang cứ lộn với anh Cường mà điện đi nhậu ấy tự nhiên ngọt lại trời. Dịu mát nó liền. Dịu mát đi. Ba cái hộp ra, ba cái hộp ấy đi ra, hộp. Thế trời. Bẻ làm hai làm ba. Kêu nó mới ra giùm con nên cho con quay mới. Hết rồi anh Cường lấy cái đó để bước ra lại không được, bước ra máy nó tắt. Có rau răm. Ủa cái rau răm ở trong cái ruột nó đâu kia rồi. Chưa tới cái ruột mà, trắng mà. Bên đây nữa. Bên đây cái bụng mình bên đây. Đừng có cãi tôi nè. Bên kia kìa. Bụng đây nè. Lấy xương hả? Xương. Lấy xương đi xương. Cái này ăn gì hả? Lớn rồi cho nó đem về chứ. Xin mời hết cả nhà mình nha. Mình thưởng thức cá tài tượng nướng rau răm dùm nha quý vị. Rồi yêu rồi, món nướng thử miếng rồi.
Trời trời trời. Nó đâu gã, nhỏ nó gã tới mới bự. Đây. Sao đừng nấu sao? Mày sao? Tại ơi dưới đó. Vô. Đừng dưới đâu chứ. Vô đó luôn đó. Miền rậu. Ơi. Nhậu đứng không lên tôi đứng luôn. Nhậu chừng 6 6 tiếng nữa thưa à. Cái tay tụng tơ 6 tiếng được giờ này 6 giờ rưỡi tan tan ra gai rồi. Nam rồi đang ăn cá mà. Vô mời cả nhà mình lên. Nâng ly coi. Vô. Nhớ hành động đi đừng nhướng. Không cần gì ta. Dăm dăm không? Cái trứng. Đẹp lên tóc chưa? Cá. Mình năm mau hết dưỡng 6. Ba lon. Mấy lon? Ba lon. Dữ lắm. Rồi. Tới. Mới ở hả? Tắm thêm ly đi. Không có ngoài ai gian nước tôi nghiệp bây giờ. Phước mắc cỏ không dám ăn đâu Phước. Ăn thử mắc cỏ không dám ăn gì, ăn thì cưng ăn tự nhiên Phước. Đúng rồi. Kệ thấy ông Luận không? Ông Luận chỉ nghe mặt vậy sao? Ông Luận tự nhiên à? Ông Luận tự nhiên quá mà. Cũng tự nhiên đi. Thôi. Thôi. Phước đừng đừng. Làm ăn cơm, ăn cơm. Ăn cơm. Ăn cơm. Rồi á. Mình ngồi ra thấy bà cho nhà nó vô chứ để đứng còn nghiệp. Mình chạy vô dạ. Có chỗ mà kìa. Đi vô, mà đi vô. Cái nè. Đẹp lại chơi vô ấy. Vô luôn vô trên này ní. Qua luôn. Lắm luôn. Mình nép lại chút đi cho dán vô chứ để đứng ngoài chứ chứ. Lần nào không vậy chưa có bên đây thì Dư ngồi bên kia thiếu người. Mà bên đó đây hả? Cái màu bên đó mà có lý hơn à? Bên đó dành lại. Mấy đứa nhỏ phải chân gà. Mời ông bà của chú ăn đi con. Dạy, dạ mời ông bà của chú ăn. Con mời ông bà của chú. Để chúng tôi đi đang ngồi nhậu mình với đi. Ăn cơm. Mình không mình đi. Trời ơi, tính con lĩ như ta. Dắn. Ai ăn đó đẹp dắn. Một. Hai ba luôn. Cái lòng bò đó một chút xíu nếu mà nó nguội thì mình sẽ bắt lên bếp không ha? Để lên bếp. Để bếp lên. Còn ấm mà. Đứt ra lên cho nó cầu đèn. Cái vàng như ba ba bá sáu nãy về người thì thầm về cái chục rồi đó. Vậy. Cái vậy hai ông lần trước hả? Hai người thì thầm mùi sưng im im vậy. Đâu mà có nè. Cái kìa kiểm tra coi. Đâu một chục chứ. Mấy lon à? Không lẽ có lần trước này hả? Lượt quá, quá. Đã góp trước lượt mà thì thầm mùa sinh. Được thì mình cũng đồng que chứ. Đồng que. Không có anh nút rồi nè. Bây giờ thiếu lên đây lên cho đều coi. Thôi một lát vậy là. Cho con miếng khóm mày sao? Trời mặn, ăn khóm mày. Mày có chưa nè, lấy là Út. Rồi hết rồi. Đâu cho ra đàng hoàng hết đi. Rồi mới tới chuyến đâu. Mình lấy gì bỏ đây hết. Để bên kia không có quá. Thêm một cái thùng nữa. Ngầm đầu luôn. Đấy. Đây dàn dàn để dàn thiết kế cho. Đưa đưa cái thùng đó cho con luôn. Lấy cái này luôn. Ớt nè, đây lấy cho nhọn chứ ơi, có điều ơi. Cái cục báo đồng mà đất. Cái cục báo đồng mà cục tư ngon, cái bông đồng đá không à. Để nó mềm mà nó hấp mềm á. Dạ, dạ cái năm tôi vậy trời. Sao? Mẹ lỡ nhà sẽ chết chết luôn. Cho nè năm bà cháu bên đây một bàn luôn quá đã. Ăn hết cho mồi kia chưa ăn hết. Có mời bạn rồi, bạn không đi à? Ừ, ngon lắm cái con, cái đồ ngon con. Ngon, cái đó ngon. Nói không? Tôm nó thích cái món nó dữ vậy. Ngọt ngọt đó. Ngọt mà béo nữa. Ngươi ốc hương. Mẹ ăn đi mẹ. Ủa bên đây sao mình gia đình mình không ăn món này hả? Nè, lòng bò hấp giống như chú Chinh với chú Chính đó. Có cái này nhậu đúng không? Cơm ngon không đúng không? Anh làm cho muối, anh chấm cha, anh nặng chanh vô có biết đâu, chấm khóm vô ăn. Khóm lại ăn ăn sao? Cái đầu dê khóm hàng mua chua quá. Quá chua luôn. Có bắp bơ.
Không, nhưng mà cái này nó thơm. Uống nó thơm. Mày nào thơm ngon lắm, mà có cái này không ngon, ăn ngon. Thơm nó làm hết dĩa bển. Cái này có nước cốt dừa dĩa quá nó còn nè. Cốt. Bơ các bạn. Bơ là nó bị muối nữa vậy. Bơ mai trứng muối bơ. Ngon ghê trời. Con ngon thôi. Ngon ngon mút ngại. Có ngại. Ngại ghê, ngon mà ngại ghê. Ngon lắm, ngon lắm. Vậy là ngại dữ chưa? Ngại dữ chưa? Không thể tụi biết vậy. Cái này bắp thường vậy. Đâu ăn. Ăn khóm rồi mà. Kìa. Ừ, nó không ăn. Bây giờ vô đây. Má ồ đợ, món này ai cũng phái chưa nhỉ? Bên kia cũng phái, bên đây ngon đắt đắt. Vô. Đắt ngon đắt. Vô. Nè nè. Ngon không? Ngon không? Nè quay mấy mặt này má. Ngon không? Ngon không? Ngon dữ không? Trời ơi. Không cần nói nhiều. Mấy thiện hành động. Cảm ơn má. Ơi. Mẹ con đâu đi đâu. Má con đi đi có lúa rồi. Chắc cỡ tháng rưỡi con mới về đâu. Kéo đâu? Kéo 79 rồi khu 6 rồi xuống tới Tiền Giang luôn. Thôi đi được 3 đồng. Đi đi đâu mà mù biệt giả vậy? Mù biệt giả. Chứ giờ ở đây làm không có tiện nhiều hết trơn, phải bỏ đi thôi. Trời ơi. Cái nước sốt ốc ăn chứ cơm luôn. Trời ơi. Mình thường làm 3 ngày dặn căng đó. Mình cũng 2 triệu mà giờ làm 3 ngày. Cái đó đang nãy chấm bánh mì mà nãy tiệm đưa bánh mì dở quá mình ăn không được, bánh mì cứng quá. Cơm bơ ngon lắm nè. Cái miếng nào mà mày canh ha để mới bơm mà đầu tiên á. Nước vừa lên bắt đầu là. Ôi, thức béo ăn này ngon. Giờ vì cái cơm không à? Cái này lăn vô được không? Không được mấy miếng nhưng mà quá trời. Gì vậy? Cái đó nó có gia vị không? Cái đó là chân gà chiên nước mắm á. Con ăn thử trước đi rồi. Bỏ mùa này luôn. Cái nước chấm của nó là nước chấm thế bên kia kìa. Nước chấm màu cam cam á. Trời dính thằng trời chấm vô đây nè, nó lăn này. Cái này là mình ăn cái bớt lên với cơm ngại ngon gì? Ngon quá. Cầm miếng, cầm miếng. Ăn vô. Được rồi, chịu chết. Trộn lên được ấy. Cầm miếng. Cơm nhiều quá nó chèm nhẹp á. Không nói làm lấy vợ. Nghe cho cơm nó đã. Cái gì cơ, trời ơi, bây giờ ngại lắm. Con nhớ trời. Nguyện, nguyện, nó biết chưa, chưa. Cái lớp trời con ăn ngon lắm. Ăn cái đó là ăn giống như cơm cà ri. Ngon à? 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 Đúng rồi, đây đây, đây 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 tôi gấp thử thôi, để thử đây mình gấp vô bên thử chào ơi, gấp thử coi gấp sao túc chủ làm lắc vô đó, lòng bò chấm bông tôm này hấp tôm tôm hấp này hấp thôi đó không nè rau sống nè tôi anh đi chở không mình luộc nước vừa cho chín xong mình bỏ lên đây ngày im nè quên mình bắt nước ra đi có cái gà đó dưới đó Nguyễn đừng có mình bẫy lên rồi nó chậm bỏ cho Nguyễn mà nó đóng mỡ Nguyễn hả nó nóng mới ngon nè dưới coi còn nước không nha cái gì cái nậu dưới còn nước không á sao tao thiết kế hấp mà không có nước sao được tao giỡn hoài lát quên một chút xíu thì thấy có thôi đừng đợi chứ đừng nghe tôi có mà để tôi coi tôi làm mà tôi biết có sao bỏ vô tao vô đốt bếp là mà nó không có nước kéo con cá vào tí đi khô nước lừa đảo khui hôm nay khui hôm nay ghê đưa tụi đưa chị con lừa đảo cái này nó đi đi hai người nó giỡn bún mà muốn tôi ghê gì tôi có rồi chắc giờ có anh Hải chị Vân ghé nó nghe cả nhà rồi quán cỏ lên gỡ cỏ rồi gỡ cỏ hàng này nóng chưa ta bị gỡ cỏ rồi đó anh nhà anh về em về nha ăn đây mà này ngon quá cái đó gì vậy Phúc ăn gì Phúc anh cũng muốn nói ăn được ăn hoài á tôi luôn lúc nè chắc giờ mọi người sợ có đời sáu chục ngàn mới ghê không phải đâu hết con hạn nó nóng hết ly rồi không phải hai lon mà được chứ ủa gì vậy chị có con nữa đâu hết đây này chị hai con chị hai bia này chị hai này kêu bằng món gì món này ngon nè món nào lòng bò hấp xả ai làm ai là được hơn nấu chú Út cái bên anh tặng cho chú quá có người ngu ngốc sao chị em chạy người ta thủy ly liền cảm ơn danh vô chú cũng thấy quá món cũng điện lâu để phải không ok 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 ăn cái trước. Nào cũng được chứ ăn ngồi đi. Trước mình cũng theo Phước ơi hả? Đây 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 cái này ngon nè cái này ngon nè 2 3 vô sao vẫn vô chứ vô 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 vô
vô nè phước không có vô phước ok phước nè món ăn ngon hay không phải hỏi phước nè ngon cái gì cũng ngon hết ngon mà chứ không biết đường tả luôn đó không biết đường tả luôn không biết món nó tên gì luôn ngon là thấy ăn hoài luôn không cái món này nóng mà dễ ăn đó bạn trời ơi nó coi nhà cái miếng xả tươi cho nó bạn tập vô nó thơm cái tươi dễ ăn thơm không năm gấp vô năm để tôi gấp à để gấp cho tận món này bữa nay 10 điểm vô có lòng coi ăn vô ngon em lừa đảo đó Dẫn ơi nói tới Dẫn ơi tài xã của anh Dẫn mấy ốc lượng đi rước rồi nhà phải có cái nắp nắp nhà con đó hay quá không nhà phải có nắp tụi đó là nắp nhà đó ủa mấy cái món mình mua ngoài quán ăn được không ba út hết rồi đóng bằng hết rồi được chứ ngon không bún dĩa ốc bằng hết ba dĩa rồi ê út ốc trên này còn nè út ê nè bên đây còn nè bên đây còn nè bên đây bằng mới luôn ờ cái em lấy ốc đem dưới đi để cái nồi đó mới rồi thôi để đâu ra tổng chào bà béo ơi cháu vô đừng làm em sợ đừng làm em sợ dạ đây kìa tiếu bên đây nè tiếu anh ra đây là anh ta là giờ là đông vô rồi vậy nè gì là mới hết khách mời nè có mời bữa có cổ chui vô có mời ông giống uống nước nó bị hoại vậy như cái nhậu quá công việc cũng lu bu rồi vất vả rồi nên làm đi có một hướng với ông giống mà ngồi hay cười mà ngồi chắc lộn được luôn á từ sáng giờ muốn chết chưa đợi chị đi kìa đợi chị đi kìa từ từ đợi chị đi đợi chị ra đụng đấy thôi chưa đều nè bây giờ dốc cho đều để coi vô anh cần dốc đều vô chạy rồi mới mỗi cái mỏ chưa kịp uống vô nữa rồi sao lại lên lại cái nhà cũng sẽ xuống chung vui với mọi người chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ xin chào hẹn gặp cả nhà lúc tiếp theo vô xin chào hẹn cả nhà lúc tiếp theo chào cả nhà chào cả nhà chào cả nhà chào luôn cá ly bia luôn nè vô thưởng thêm cho bản thân đi